Đúng ngày 22 tháng 12 âm lịch, tổ tiên hiển linh báo mộng, năm con giáp trúng quả cực đậm, đổi đời giàu có, sau một đêm trở thành đại gia. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, ngày 22 tháng 12 âm lịch, tức là ngày Ất Mùi, nó sẽ là ngày may mắn nhất đối với những con giáp này. Các bạn sẽ đón nhận cơn mưa tài lộc, vận may bất ngờ nó ập tới. Người đi làm thì được cấp trên khen thưởng, đề bạt. Người thì nhận được lời tán dương của đối tác. Vì vậy mà các hợp đồng được ký kết một cách là hanh thông nhanh chóng. Cơ hội hợp tác làm ăn cũng sẽ liên tục ập tới, giúp cho những con giáp này có cơ hội thoát nghèo, thoát khổ, đổi đời giàu có, trở thành đại gia. Nhiều người sẽ nhận được những khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Và một số người còn may mắn có cơ hội được trúng số đổi đời. Tuy nhiên, các bạn chớ dại mà tiêu xài hoang phí, hãy biết tiết kiệm ngay từ bây giờ để có được cái mặt tài lộc nó được thuận lợi hơn. Bên cạnh cái tài lộc được hanh thông thuận lợi thì về cái mặt tình duyên ấy, những con giáp này cũng sẽ vô cùng hạnh phúc vì tình yêu thăng hoa. Đấy, người yêu thì hết mực yêu thương, chăm sóc đến các bạn. Và con giáp may mắn đầu tiên xin được chúc mừng tất cả những người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay. Ở trong ngày 22 tháng 12 âm lịch, nó là ngày 22 tháng 12 âm lịch năm 2023. Nó là ngày Ất Mùi. Chúng ta cục diện đầu tiên là Ngọ Mùi nhị hợp. Vậy nên những người tuổi Ngọ sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Cái cục diện nhị hợp nó xuất hiện, những người tuổi Ngọ nên nắm bắt cơ hội để khẳng định cái bản thân trong cái ngày hôm nay. Khi mà được lãnh đạo giao cho những cái nhiệm vụ trọng đại thì gia chủ hãy tự tin thể hiện hết mình và sẽ gặt hái được những cái thành công rực rỡ. Thêm nữa, trong cái ngày 22 tháng 12 âm lịch thì những người tuổi Ngọ lại được thực thần nó chiếu mệnh. Những người tuổi Ngọ sẽ đón nhận khá nhiều cái tin vui về cái việc kinh doanh và các kế hoạch buôn bán nó diễn ra sẽ được thuận lợi và hanh thông. Đơn hàng thì nó lưu thông được trơn tru, thuận lợi. Khách hàng thì cứ tấp nập đặt hàng, nhất là cái dịp cuối năm ấy. Vì thế mà cái lợi nhuận trong cái ngày hôm nay nó cũng sẽ tăng vọt đáng kể. Tuy nhiên, cái việc cầm trong tay một khoản tiền lớn cũng sẽ giúp cho những người tuổi Ngọ chi tiêu rủng rỉnh, đồng thời nó cũng dễ bị phung phí quá mức cần thiết. Vậy nên những gia chủ tuổi Ngọ trong thời gian này khi mà cầm tiền trong tay ấy, quý vị cũng cần phải có một cái kế hoạch tài chính cụ thể để không mua sắm vô tội vạ. Thì ngoài những khoản tiền tiết kiệm thì cũng nên có những khoản đầu tư cho lĩnh vực khác để tăng thêm cái nguồn thu cho mình. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh. Vậy nên con đường tình duyên của những người tuổi Ngọ ấy, trong cái ngày 22 tháng 12 âm lịch ngày Ất Mùi này thì cũng được gì nở hoa phơi phới. Những gia chủ tuổi Ngọ có thể sẽ gặp được một nửa yêu thương mà mình mong ngóng từ lâu. Bình thường thì gia chủ không tin vào cái tình yêu sét đánh, nhưng mà trong cái ngày 22 tháng 12 âm lịch với những người độc thân ấy, thì cái cơ hội nó bất ngờ nó ập tới. Đó chính là gì? Cái may mắn về vận trình tình duyên. Thêm nữa là những người đã lập gia đình, những người đã có gia đình rồi, các mối quan hệ nó cũng sẽ trở nên hòa hợp hơn, thuận lợi hơn. Nếu mà những ai mà đang cãi nhau với bạn đời, với người yêu của mình thì cũng nhân cái cơ hội này để giải hòa, để có được một cái gia đình ấm êm và hạnh phúc. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn và giữ gìn cái hạnh phúc cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc của những người tuổi Ngọ được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Ngọ trong cái ngày 22 tháng 12 âm lịch cũng như là trong thời gian về sau. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai sau những người tuổi Ngọ ấy, thì đó chính là những gia chủ tuổi Hợi. Quý vị thân mến, những người tuổi Hợi trong cái ngày 22 tháng 12 âm lịch ngày Ất Mùi này thì được cục diện là gì? Hợi, Mão, Mùi là tam hợp. Thì được cái cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ
Vậy nên đây là nó là sẽ là một cái tín hiệu tích cực cho những cái mong mỏi về cái phương diện tình cảm cũng như là cái gia tăng về cái vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi. Nói chung trong thời gian này thì những người tuổi Hợi sẽ có cơ hội gặp được quý nhân, sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giới thiệu cho những cái cơ hội hợp tác làm ăn vô cùng đáng quý. Thêm nữa, cái công việc của những người tuổi Hợi trong thời gian này do được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là nó cũng sẽ trở nên hanh thông thuận lợi. Những người tuổi Hợi trong cái ngày hôm nay, trong ngày 22 tháng 12 âm lịch ấy, sẽ biết nắm bắt lấy cơ hội để gia tăng thêm cái tài lộc, gia tăng thêm cái thu nhập cho mình. Thêm nữa, ngoài cái chuyện công việc nó hanh thông thuận lợi thì cái chuyện tình cảm của những người tuổi Hợi cũng vô cùng là suôn sẻ trong cái thời gian này. Các cặp đôi thì ngày càng cảm thấy hợp nhau hơn. Cả hai người đều biết thông cảm và tin tưởng lẫn nhau thì nhìn chung ấy, gia chủ sẽ có cái khoảng thời gian hạnh phúc đong đầy và gì luôn muốn ở gần bên nhau. Thêm nữa, những người độc thân trong thời gian này sẽ được người thân, được bạn bè giới thiệu, gặp gỡ những cái người có cùng sở thích, có cùng tính cách và khả năng tương hợp rất là cao. Trong thời gian này thì quý vị có thể phát triển cái mối quan hệ này lên. Xong, những người tuổi Hợi vẫn cần phải tỉnh táo hơn trong cái công việc cũng như là trong tình yêu. Bên cạnh đó, lại được thiên ấn nó tương trợ, nó giúp đỡ, nên là công việc của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng khá là trôi chảy, khá là hành thông. Nói chung ấy, những gia chủ tuổi Hợi có thể sẽ được cấp trên cân nhắc, khách hàng trợ lực, trợ giúp, nên là sẽ có cơ hội đạt được những thành tích cao, nắm giữ được cái vị trí quan trọng hơn. Với những người làm nghề liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, phân tích hoặc là học thuật ấy, thì đây chính là cái cơ hội để gia chủ chứng minh cái năng lực của mình. Bên cạnh đó, cái phương diện sức khỏe của những người tuổi Hợi thì nhìn chung ấy cũng là bình ổn, ít có ốm đau bệnh tật. Dù vậy, trong cái ngày hôm nay ấy, thì những người tuổi Hợi vẫn nên chú ý đến cái việc di chuyển và làm việc, không được làm việc nặng để tránh những cái rủi ro không đáng có. Vậy nên, để gia tăng thêm cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cũng như để bảo vệ hạnh phúc cũng như là tăng cường cái vận trình nhân duyên của mình ấy, thì những gia chủ tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ lực hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ 2. Tiếp theo, sau tuổi Hợi thì con giáp may mắn thứ 3 trong cái ngày hôm nay, ngày 22 tháng 12 âm lịch ngày Ất Mùi, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, những người tuổi Mão cũng được cục diện tam hợp là Hợi Mão Mùi nó xuất hiện trong lá số tử vi của những người tuổi Mão. Cái cục diện tam hợp xuất hiện nó cũng cho thấy là những người tuổi Mão sẽ may mắn có quý nhân phù trợ nên mọi việc đều được suôn sẻ, hay thông, thuận lợi. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định ra từ đầu là có thể đạt được những cái mục tiêu về tài chính, trở nên giàu có trong thời gian này. Và trong ngày hôm nay, ngày 22 tháng 12 âm lịch ấy, thì những người tuổi Mão sẽ trở nên hăng hái hơn, nhiệt tình hơn hẳn, giải quyết mọi việc đâu vào đấy, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, gia chủ cũng nên bớt lo cái chuyện bao đồng trong thiên hạ, tập trung làm tốt cái nhiệm vụ của mình trước đã. Đôi khi, nhiệt tình quá cũng lại thành làm phiền những người khác. Thêm nữa, trong cái ngày hôm nay, ngày 22 tháng 12 âm lịch ngày Ất Mùi, thì có nhiều cái cát tinh nó che chở, nó giúp đỡ. Những người tuổi Mão ở cái phương diện tài chính, cái tài vận thì nó có những cái chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều tăng mạnh. Những người làm công ăn lương thì chăm chỉ và nỗ lực sẽ có cơ hội được tăng lương, tăng thưởng. Đấy, đặc biệt là trong cái dịp sắp Tết thì sẽ được cái tháng lương thứ 13 hậu hĩnh cũng như là những món quà khích lệ động viên vào cái dịp cuối năm. Còn trong thời gian này thì những người làm ăn kinh doanh sẽ thu về cái lợi nhuận đấy, nhờ cái đầu óc tính toán tài tình trong cái dịp Tết này đấy. Thêm nữa, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Mão cũng được mở rộng nhờ có cái nhân duyên tốt lành. Tình yêu sẽ có cơ hội được thăng hoa một cách bất ngờ. Những người độc thân thì không khó tìm được một cái lương duyên ưng ý. Nếu như chịu hạ bớt cái tiêu chuẩn của mình, hạ bớt cái tôi của mình xuống, thì các cặp đôi nói chung là trong thời gian này cũng biết vun vén cái hạnh phúc, đúng không ạ? Bên cạnh đó, cái vấn đề sức khỏe của những người tuổi Mão trong ngày hôm nay cũng cần phải chú ý là nhiều nhất. Con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vặt đấy. Do trong thời gian này là thời gian cuối năm, cái công việc nó cũng gì đang tất vật, bận rộn hơn. Quý vị cũng đang phải chạy đôn chạy đáo để hoàn thành cái công việc để gì chuẩn bị nghỉ Tết, nên là mọi việc nó cũng sẽ gì
khó khăn hơn. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm thuận lợi cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong ngày hôm nay mà chúng ta không thể không kể đến đó chính là những gia chủ tuổi Thìn. Thưa quý vị, trong cái ngày 22 tháng 12 âm lịch ngày Ất Mùi này ấy, thì những người tuổi Thìn sẽ đón cái vận trình của những ngày cuối năm vô cùng là sáng láng nhờ được chính tài hỗ trợ. Bản mệnh tự tiên thực hiện được những cái kế hoạch và những cái ý tưởng độc đáo của mình. Nói chung ấy, gia chủ sẽ đạt được những cái bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Bên cạnh đó, trong cái ngày 22 tháng 12 âm lịch, cái ngày cuối năm này ấy, thì gia chủ cảm thấy rất là hào hứng khi mà có được những cái thành công nhờ chính cái năng lực của mình. Chính cái điều đó cũng tạo ra cái động lực vô cùng lớn để cho những người tuổi Thìn có thể là gì? Nỗ lực hơn nữa. Bản thân những người tuổi Thìn cũng không phải là những người dễ hài lòng khi mà đạt được cái điều gì đó. Và đặc biệt trong cái dịp cuối năm này thì đây cũng là một trong những con giáp cực kỳ may mắn có được cái tài lộc dồi dào. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn cũng có thể đạt được những cái bước phát triển đột phá trong cái ngày 22 tháng 12 âm lịch này. Nhưng để có thể được như vậy thì chính những người tuổi Thìn cũng cần phải cố gắng thật nhiều và không nghĩ đến cái việc dựa vào cái vận may hay là gì nhờ vào người khác giúp đỡ. Thêm nữa, cái chuyện làm ăn cũng sẽ thu được một khoản lợi nhuận, lời lãi lớn đấy. Cốt là gia chủ cần tập trung hơn nữa trong công việc và có được những kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư một cách hợp lý. Thì trong cái dịp cuối năm này, quý vị cứ hốt vàng hốt bạc của thiên hạ về tay. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nên tự động viên mình hãy cố gắng hơn, chứ đừng bỏ dở giữa chừng. Nếu mà quý vị mà bỏ dở giữa chừng ấy, hoặc là ngủ quên trên chiến thắng ấy, thì cái công sức của gia chủ sẽ có gì, có xu hướng đổ sông đổ bể. Hơn nữa, người khác cũng sẽ vượt lên trên quý vị. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị cũng có cái nhân duyên vô cùng khởi sắc đấy, tài lộc hanh thông, tiền bạc thì dồi dào, nhân duyên thì được thịnh vượng. Và trong thời gian này cái đào hoa cũng sẽ nở rộ, nó cũng sẽ mang đến nhiều tin vui với những người tuổi Thìn. Tình yêu đôi lứa sớm đón nhiều cái tin vui, các mối quan hệ giữa hai người nó cũng có sự thăng tiến vượt bậc. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 trong cái ngày 22 tháng 12 âm lịch ngày Ất Mùi ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Kính thưa quý vị, trong cái ngày 22 tháng 12 âm lịch ngày cuối năm này ấy, đấy, thì những người tuổi Tỵ sẽ được cục diện là Tỵ Ngọ Mùi là cục diện tam hội. Bên cạnh đó, đối với những người tuổi Tỵ thì trong cái ngày Ất Mùi này, nó là cái thời điểm vận khí của bản mệnh có sự thăng tiến, hứa hẹn có nhiều cái tin vui nó đến tận cửa. Nhìn chung ấy, mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi gia chủ cần phải có sự tập trung để phát huy ở cái mức cao nhất. Được cả nguyệt lệnh và cái tam hội nó tương trợ, nó giúp đỡ, vậy nên là công việc của những người tuổi Tỵ có nhiều cái khởi sắc, làm gì cũng sẽ được hanh thông thuận lợi, dễ thành công. Đấy, quý vị cứ kiên trì thì chắc chắn có thể sẽ đạt được cái kết quả cực kỳ là tốt đẹp. Bên cạnh đó, cái sự sáng tạo của bản mệnh cũng sẽ được dịp thể hiện, đưa ra nhiều cái ý tưởng hữu ích trong công việc và cũng sẽ được đánh giá cao trong cái thời điểm cuối năm này. Dù là những người đang công tác trong cơ quan nhà nước hay là những người doanh nghiệp tư nhân ấy, thì cũng đều có cơ hội phát tài phát lộc, miễn là bản thân cần phải có sự nỗ lực và có sự cầu tiến. Giai đoạn quan trọng như thế này, quý vị đừng bỏ lỡ cái cơ hội tốt đẹp mà gì, cái may mắn nó ban cho mình. Thêm nữa, do công việc thuận lợi nên là cái tài lộc của những người tuổi Tỵ thì cũng từ đó mà cũng khởi sắc theo. Các mối quan hệ hợp tác sẽ phát triển mạnh mẽ, những người buôn bán kinh doanh sẽ gì rất bận rộn và ký kết được nhiều cái hợp đồng lớn trong cái dịp cuối năm.
mở rộng cái quy mô sản xuất và thu về cái lợi nhuận rủng rỉnh trong thời gian này. Bên cạnh đó, cái vận khí nó vượng nên là cái chuyện tình cảm cũng hứa hẹn có nhiều cái tin vui bất ngờ. Cái mối quan hệ đôi lứa thì ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng thì hạnh phúc, mọi nút thắt thì đều được mở ra, khiến cho tâm tư của những người tuổi Tỵ cảm thấy thoải mái, làm gì thì cũng thấy được vui vẻ và thuận lợi hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó, lại được cục diện ngũ hành tương sinh, nên là trong cái thời gian này, nói chung ấy, thì cái tinh thần của những người tuổi Tỵ sẽ được chỉ cần trở nên vui vẻ, phấn khởi hơn. Cái trạng thái tinh thần phấn chấn nó cũng sẽ rất là tốt cho những người mà mới ốm dậy, hoặc là gì? Những người mà mới cần phục hồi sức khỏe, cơ thể sẽ được khỏe mạnh và không mấy chốc lại quay lại với cuộc sống thường ngày. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 mà chúng ta không thể bỏ qua được trong cái ngày 22 tháng 12 âm lịch ngày Ất Mùi, đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, những người tuổi Thân có một ngày làm việc tập trung và đạt cái hiệu suất cao nhờ có chính quan nó che chở. Công việc thì tiến triển ngoài sức tưởng tượng, khi mà gia chủ còn nhận được nhiều cái sự hỗ trợ kịp thời từ quý nhân. Đấy. Nói chung là thật tuyệt vời mà khi mà những người tuổi Thân luôn được những đồng nghiệp, bạn bè ở bên cạnh giúp đỡ trong những lúc khó khăn, trong những lúc hoạn nạn. Thì đây cũng là cái thời điểm gia chủ nên xây dựng những cái mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh. Đặc biệt là những người có thể hỗ trợ gia chủ biến ước mơ thành hiện thực. Quý vị hãy chủ động mở rộng cái vòng xã giao, đấy, tăng cường cái cơ hội gặp gỡ quả quý nhân nữa. Bên cạnh đó, lại được cục diện ngũ hành tương sinh, mùi thổ sinh cho thân kim, vậy nên nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình tình cảm lứa đôi của những người tuổi Thân được thăng hoa rực rỡ. Vợ chồng thì trải qua nhiều năm chung sống vẫn giữ được cái lửa tình yêu như thuở ban đầu. Nhiều người nghĩ hai người phải có bí quyết gì đặc biệt là gì là đặc biệt lắm, nhưng mà thực ra cái sự tôn trọng và cái sự tin tưởng lẫn nhau sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của những người tuổi Thân trở nên bền vững hơn. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 22 tháng 12 âm lịch năm 2023, năm Quý Mão. Như vậy là gì? Trong cái ngày 22 tháng 12 âm lịch, chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Ngọ, 2 tuổi Hợi, 3 tuổi Mão, 4 tuổi Thìn, 5 tuổi Tỵ và 6 là tuổi Thân. Đó là 6 con giáp dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe trước cái ngày 23 tháng Chạp, ngày ông Công ông Táo. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.